Số ma túy tổng hợp này được cất giấu tinh vi trong các kiện hàng chuyển phát nhanh gửi từ nước ngoài về Việt Nam. Trên bao bì và vật đơn đều khai báo là các mặt hàng tiêu dùng thông thường như mỹ phẩm, hàng tân dược, đồ điện tử. Chỉ trong nửa đầu tháng 6 vừa qua, riêng Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh, Cục Hải quan Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ 3 vụ buôn lậu ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, thu giữ hơn 5 kg methamphetamine và ketamine, cần sa, cỏ Mỹ, thuốc lắc còn được giấu kín trong các hộp bánh, kẹo, thuốc lá, nhưng cũng sử dụng hình thức chuyển phát nhanh để tuồn vào trong nước. Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng trị giá nhỏ thì thường được thông quan với thời gian rất là nhanh và các thủ tục thì tỷ lệ tờ khai luồng xanh rất là cao, và đấy cũng là một trong những cái mà để các đối tượng là họ lợi dụng điều đó để họ đưa vào những cái hàng mà vi phạm. Các đối tượng có chung một thủ đoạn, đó là người gửi và người nhận trên vận đơn đều là giả hoặc không rõ ràng, mà thường là dùng giấy tờ tùy thân giả nhằm gây khó khăn trong công tác điều tra, xác minh. Khi có dấu hiệu bị phát hiện, các đối tượng sẽ không xuất hiện để nhận hàng. Vì vậy, ngành hải quan đã và đang gấp rút lên các phương án để ngăn chặn buôn lậu qua đường chuyển phát nhanh. Chúng tôi sẽ liên kết với Bộ Công an về quản lý dữ liệu dân cư, và khi đấy là nếu mà các tờ khai hay các địa chỉ mà không có thực về trên dữ liệu dân cư của Bộ Công an thì cũng sẽ không được cơ quan hải quan tiếp nhận. Đánh giá xác định được những cái tuyến hàng, những cái tuyến đường, những cái mặt hàng trọng điểm, để từ đó chúng ta sẽ đưa vào quản lý rủi ro để chúng ta sàng lọc đánh giá và kết hợp với cái sự chia sẻ thông tin của các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để kịp thời để phát hiện ra những cái vụ việc như là vận chuyển trái phép mà động vật hoang dã cũng như là các chất ma túy. Chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây, số lượng gói kiện chuyển phát nhanh tăng gấp 4 lần, từ 1 triệu gói kiện tháng tăng lên 4 triệu. Cùng với đó là sự gia tăng các vụ cất giấu ma túy trong các kiện hàng chuyển phát nhanh về Việt Nam để tiêu thụ. Bởi vậy, nếu không có những biện pháp ngăn chặn kịp thời thì chuyển phát nhanh sẽ vô tình là kẽ hở để các đối tượng buôn lậu lợi dụng để tuồn hàng cấm, hàng độc hại vào Việt Nam hoặc ngược lại.